Xin chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Thưa quý vị và các bạn, mở đầu bản tin hôm nay thứ tư ngày mùng 3 tháng 9, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn thư của đồng chí Đàm Văn Bông, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, gửi các thầy cô giáo và các em học sinh sinh viên nhân ngày khai giảng năm học mới 2014-2015. Các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công chức, viên chức, ngành giáo dục và đào tạo, các bậc phụ huynh và các em học sinh, sinh viên trong toàn tỉnh thân mến, Nhân dịp khai giảng năm học mới 2014-2015 và ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, thay mặt tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Giang, tôi thân ái gửi đến các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục và đào tạo, các em học sinh, sinh viên lời chào thân ái và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Năm học 2013-2014, ngành giáo dục và đào tạo Hà Giang đã đạt được nhiều thành tích, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm, đó là quy mô giáo dục phát triển ổn định, chất lượng giáo dục tiếp tục được nâng lên, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức được quan tâm chú trọng. Tỷ lệ học sinh khá giỏi và học sinh đạt giải trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi các cấp đều tăng. Cơ sở vật chất trường lớp và thiết bị dạy học được bổ sung tăng cường theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa. Các cuộc vận động phong trào thi đua đã đi vào nền nếp và mang lại những hiệu quả nhất định, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh. Công tác quản lý nhà nước về giáo dục được tăng cường, hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên tiếp tục được quan tâm. Các thầy giáo, cô giáo tích cực, thường xuyên bám trường, bám lớp, hết lòng về học sinh thân yêu. Các em học sinh ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn đã vượt khó vươn lên trong học tập. Tỉnh ta tiếp tục giữ vững thành quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục trung học cơ sở, Đến nay toàn tỉnh đã có 177 trên 195 xã phường thị trấn và 6 trên 11 huyện thành phố được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi. Tôi nhiệt liệt biểu dương ghi nhận những nỗ lực cố gắng của các thầy cô giáo và các em học sinh sinh viên, những người đã không ngừng vượt khó khăn, vươn lên góp phần vào sự thành công của ngành giáo dục và đào tạo trong năm học vừa qua. Các thầy giáo, cô giáo, các em học sinh, sinh viên thân mến, năm học 2014-2015, năm học đầu tiên thực hiện nghị quyết số 29 NQTU ngày 4 tháng 11 năm 2013 của Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành chuông đảng khóa 11 và chương trình số 104 CTRTU ngày 23 tháng 4 năm 2014 của Ban chấp hành Đảng Bộ tỉnh Hà Giang khóa 15. Thực hiện nghị quyết số 29 NQTU ngày 4 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương khóa 11 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Tôi mong các thầy giáo cô giáo tiếp tục phát huy những kết quả giáo dục đạt được, tăng cường tự rèn luyện, tự bồi dưỡng, giữ vững chuẩn mực đạo đức nhà giáo, nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn, khắc phục những khó khăn hạn chế để đổi mới mạnh mẽ phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh tích cực thi đua dạy tốt học tốt để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở tất cả các cấp học, bậc học. Quan tâm bồi dưỡng học sinh khá giỏi, phụ đạo giúp đỡ học sinh yếu kém. Chú trọng hơn nữa đến giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, giá trị sống cho học sinh sinh viên. Chủ động phối hợp để thực hiện tốt mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình, xã hội, tham gia thực hiện giữ vững thành quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Phấn đấu tỉnh Hà Giang được công nhận đạt chuẩn về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi trong năm học 2015. Tôi mong các em học sinh sinh viên tích cực học tập tu dưỡng, trau dồi đạo đức, rèn luyện kỹ năng sống để trở thành những công dân tốt, vững vàng lập thân, lập nghiệp, sẵn sàng hội nhập, xứng đáng là chủ nhân tương lai để xây dựng quê hương Hà Giang, đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp văn minh. Tôi cũng đề nghị các cấp ủy đảng chính quyền, ủy ban mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, các ngành, các tổ chức và cá nhân các bậc phụ huynh tiếp tục quan tâm hơn nữa cho sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh nhà ngày càng phát triển. Chúc các thể cô giáo, cán bộ, nhân viên, ngành giáo dục và đào tạo cùng toàn thể các em học sinh, sinh viên mạnh khỏe, hạnh phúc, đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong năm học 2014-2015. Chào thân ái, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch, Ủy ban nhân dân tỉnh Đàm Văn Bông. Bản tin xin tiếp tục với những tin tức quan trọng khác. Thưa quý vị và các bạn, trong 8 tháng đầu năm, với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển chi nhánh Hà Giang và sự điều hành linh hoạt của ban lãnh đạo, hoạt động của BIDV Hà Giang vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng ổn định với tổng nguồn vốn huy động từ các tổ chức đạt gần 1.600 tỷ đồng. Tính đến hết tháng 8 năm 2014, tổng dư nợ tín dụng của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hà Giang đạt gần 1.600 tỷ đồng, đạt 95,3% so với kế hoạch năm, trong đó dư nợ ngắn hạn là trên 312 tỷ đồng, dư nợ trung hạn là gần 1.300 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu giảm còn 0,36%. Bên cạnh đó, các hoạt động dịch vụ tiếp tục tăng trưởng tốt với tổng số tiền thu từ dịch vụ thẻ đạt trên 320 tỷ đồng. Trong quý tư, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Giang tiếp tục triển khai các biện pháp kích thích gia tăng tín dụng, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và duy trì lãi suất cho vay các đối tượng ưu tiên, duy trì kết quả tín dụng, quyết liệt xử lý nợ xấu, tăng cường kiểm soát chất lượng và cơ cấu tín dụng đảm bảo an toàn, quản lý tài chính hiệu quả, tiết kiệm chi phí và phân phối thu nhập một cách công bằng, tiếp tục kiện toàn cấu trúc lại mô hình tổ chức kinh doanh trong toàn chi nhánh. Thưa quý vị và các bạn, Tết Trung thu năm 2014 đang đến gần, hiện nay trên địa bàn thành phố Hà Giang, thị trường hàng hóa phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng trong dịp Tết Trung thu đã bắt đầu sôi động. Cùng với đó, vấn đề đảm bảo an toàn sức khỏe cho người tiêu dùng trong dịp Tết Trung thu được quan tâm. Năm nay tại hầu hết các cửa hàng kinh doanh trên địa bàn tỉnh, những loại bánh Trung thu được bày bán phần lớn vẫn là của các hãng có thương hiệu quen thuộc như Kinh Đô, Bibica, Hữu Nghị, Hải Hà, Bảo Ngọc với mẫu mã khá phong phú và đa dạng. Hai loại bánh nướng, bánh dẻo có giá phổ biến từ 39.000 đồng đến 390.000 đồng một chiếc, tùy từng loại nhân bánh. Cùng với bánh trung thu, thị trường đồ chơi trẻ em trong dịp này cũng nhộn nhịp không kém. Các sản phẩm đồ chơi cho trẻ em được bày bán chủ yếu như đèn lồng, đèn ông sao, trống, mặt nạ, bộ đồ cánh bướm, búp bê. Đặc biệt do những ảnh hưởng tới sức khỏe của các loại đồ chơi trẻ em có xuất xứ từ Trung Quốc, nên các cửa hàng kinh doanh đã chú trọng nhập những sản phẩm đồ chơi do Việt Nam sản xuất để đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng cơ quan chức năng đã tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm tiến hành kiểm tra tại các cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh trên địa bàn tỉnh nhìn chung các cơ sở đều cơ bản chấp hành tốt những quy định của nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm đoàn kiểm tra liên ngành cũng đã nhắc nhở các cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh cần nâng cao ý thức chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm tránh không để xảy ra những vụ ngộ độc thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng không nên mua những sản phẩm không có nhãn mát, không rõ xuất xứ và thời gian sử dụng của nhà sản xuất. Đối với đồ chơi trẻ em, không nên sử dụng đồ chơi Trung Quốc có nhiều màu sắc sạc sỡ vì có nguy cơ nhiễm chỉ cao do sử dụng chất để tạo màu, trừ những sản phẩm có dán tem hợp chuẩn. Tối mùng 2 tháng 9, Công đoàn Cơ sở Đài Truyền thanh Truyền hình Bắc Quang đã tổ chức chương trình vui Tết Trung Thu và trao thưởng khuyến học cho con em đoàn viên công đoàn trong đơn vị. Với tổng số 21 đoàn viên, hiện công đoàn cơ sở Đài truyền thanh truyền hình Bắc Quang có trên 20 cháu đang ở lứa tuổi thiếu niên nhi đồng là con em của cán bộ viên chức lao động. Vui Tết Trung Thu năm nay, cùng với việc tổ chức cho các cháu được nghe lại sự tích Tết Trung Thu, vui múa hát phá cỗ, Ban chấp hành công đoàn Đài truyền thanh truyền hình Bắc Quang đã tôn vinh và trao tặng thưởng từ Quỹ khuyến học của công đoàn cho 15 cháu có thành tích xuất sắc trong năm học 2013-2014 nhằm khuyến khích động viên các cháu cố gắng phấn đấu đạt thành tích cao hơn trong những năm học tiếp theo. Đây là hoạt động định kỳ hàng năm được Công đoàn Đài truyền thanh truyền hình Bắc Quang tổ chức nhằm tạo sân chơi lành mạnh bổ ích và phong trào thi đua học tập cho các cháu thiếu niên nhi đồng. Qua đó, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo cơ quan, tổ chức công đoàn tới công tác khuyến học, khuyến tài của các cháu là con em đoàn viên công đoàn trong đơn vị. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa 10 ngày 5 tháng 8 năm 2008 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã khẳng định giải quyết vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và của toàn xã hội. Do đó, các cấp ủy đảng nói chung, tổ chức cơ sở đảng nói riêng đóng vai trò hạt nhân lãnh đạo, chính trị của tổ chức cơ sở đảng ở cơ sở, thúc đẩy tiến trình thực hiện nông thôn mới hiện nay. Năm 2013, chương trình xây dựng nông thôn mới được Ban chấp hành Đảng Bộ Tỉnh tập trung chủ yếu vào chỉ đạo thực hiện kế hoạch đột phá đầu tư hạ tầng kinh tế xã hội, lấy chủ đề nhà sạch vườn đẹp làm đường giao thông nông thôn làm nội dung trọng tâm xuyên suốt với tổng nguồn vốn được sao là trên 72 tỷ đồng. Chủ đề xây dựng nông thôn mới năm 2014 được các huyện thành phố lựa chọn triển khai thực hiện theo từng nội dung thi đua như huy động mọi nguồn lực xây dựng nông thôn mới, tổ chức lại sản xuất, làm đường giao thông. Một trọng tâm 3 đột phá, 3 xã điểm, một làng mới với phương châm mỗi thôn một sản phẩm chính gắn với chương trình 5 cây hai con, xây dựng nông thôn mới theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm nhằm phát huy nội lực trong cộng đồng. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã huy động nhân dân mở mới được 128 km đường đất đá, nâng cấp được 228 km đường giao thông nông thôn, làm mới được 60 km đường bê tông nông thôn các loại, xây dựng được 20 km kênh mương, 30 nhà văn hóa thôn, 1073 nhà tắm, 2.000 công trình vệ sinh, 1.331 bể nước, láng bó nền nhà được 1.258 hộ, di rời được 2.486 chuồng trại gia súc ra xa, xa nhà, thành lập được 654 tổ hợp tác, 627 nhóm sở thích. Cùng với đó, các địa phương đã vận động đảng viên và nhân dân hiến được trên 253.000 mét vuông đất và đóng góp được 376.000 ngày công lao động, huy động được các tổ chức và cá nhân ủng hộ được 15 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới. Quang Bình là huyện có điều kiện tự nhiên thuận lợi cho cây chè sinh trưởng và phát triển, đặc biệt là giống chè san tuyết. Trong những năm qua, cây chè được xác định là cây kinh tế mũi nhọn của huyện. Hiện nay toàn huyện Quang Bình có tổng diện tích chè là hơn 2.440 ha, trong đó diện tích cho thu hoạch hơn 1.800 ha, diện tích chăm sóc là hơn 561 ha. Sản lượng chè búp tươi 8 tháng đầu năm 2014 ước đạt trên 5.000 tấn. Tổng giá trị thu nhập từ chè ước đạt gần 40 tỷ đồng huyện Quang Bình đã xây dựng kế hoạch tiếp tục đầu tư chăm sóc và khai thác có hiệu quả diện tích chè hiện có, như cải tạo những nương chè năng suất thấp bằng các giống chè mới để nâng cao sản lượng chè. Cùng với đó, phát huy tiềm năng thế mạnh của cây chè, chính quyền huyện Quang Bình đang tập trung triển khai có hiệu quả phát triển vùng chè sạch Xuân Minh, Tiên Nguyên với mục tiêu xây dựng vùng sản xuất chè an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp, gắn với việc hỗ trợ nâng cao năng lực thị trường cho người sản xuất, nâng cao vai trò liên kết các doanh nghiệp, các tổ hợp tác với nông dân trong sản xuất nguyên liệu xây dựng thương hiệu chè của huyện, góp phần đưa hương vị đặc trưng của chè Quang Bình đến với đông đảo người tiêu dùng trong và ngoài nước. Với vai trò là người chuyển giao những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực nông lâm nghiệp đến với người dân, trong những năm qua, hệ thống khuyến nông thôn bản huyện Đồng Văn đã và đang trở thành những người cầm tay chỉ việc giúp đỡ người dân phát triển kinh tế xóa so đói giảm nghèo. Huyện Đồng Văn hiện có trên 220 cán bộ khuyến nông thôn bản, trong đó trên 180 cán bộ đã qua đào tạo sơ cấp nghề. Đây là lực lượng thấu hiểu tâm tư nguyện vọng, điều kiện sản xuất cũng như phong tục tập quán của bà con nhân dân tại thôn bản mà họ phụ trách. Qua đó là cầu nối quan trọng để chuyển giao những khoa học kỹ thuật mới đến với người dân bằng hình thức cầm tay chỉ việc. Triển khai nhân rộng diện tích cây trồng vật nuôi sống mới có năng suất và chất lượng cao, dần thay thế các giống cây trồng và vật nuôi cho năng suất thấp ở địa phương trong đó các giống cây trồng mới như lúa lai, ngô lai, đậu tương có năng suất cao gấp từ 1,7 đến 2 lần so với giống cũ của địa phương, hay các mô hình chăn nuôi gia súc gia cầm đạt năng suất và hiệu quả kinh tế cao hơn so với tập quán chăn nuôi cũ của người dân từ 35 đến 40%. Với hệ thống khuyến nông thôn bản đã từng bước làm thay đổi căn bản nhận thức, tập quán canh tác chăn nuôi của đồng bào địa phương, có phần quan trọng thúc đẩy sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Đồng Văn ngày càng phát triển. Tính đến nay toàn tỉnh có 37 trên 197 chợ nông thôn đang hoạt động không hiệu quả. Tình trạng này đã diễn ra nhiều năm và chợ trung tâm xã Bạch Đích huyện Yên Minh cũng là một trong những chợ nằm trong tình trạng hoạt động kém hiệu quả. Trước thực trạng trên, cấp ủy chính quyền địa phương đã mạnh dạn chuyển đổi công năng sử dụng, tránh được lãng phí tiền của nhà nước. Chợ trung tâm xã Bạch Đích được xây dựng năm 2003 với diện tích 4.700 m2 với đầy đủ quy mô các hạng mục công trình để phục vụ cho nhân dân có nơi họp chợ. Trong thời gian đầu, người dân đến tham gia họp chợ khá đông, thu hút được nhân dân đến từ các xã lân cận, các xã của huyện Quản Bạ, thành phố Hà Giang đến giao lưu trao đổi hàng hóa. Tuy nhiên, đến năm 2007, có chủ trương của tỉnh đầu tư xây dựng chợ biên mậu mốc 358, cách chợ trung tâm xã vài km, dẫn đến tình trạng người đến họp chợ bị giảm dần. Trước thực trạng công trình đầu tư của nhà nước không sử dụng sẽ bị xuống cấp theo thời gian, cấp ủy chính quyền xã Bạch Đích đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện Yên Minh chuyển diện tích và công trình chợ sang cho trường mầm non phục vụ công tác dạy và học của nhà trường. Đồng thời, trích kinh phí để xây tường bao thành nhà lớp học trong điều kiện chưa có nguồn kinh phí để xây dựng trường học mầm non. Xét thấy số lượng người đã giảm thì cấp ủy chính quyền đã tận dụng cái cơ hội là chợ đã được đầu tư xây dựng cơ bản thì để tránh tình trạng lãng phí thì cấp ủy chính quyền chúng tôi đã họp bàn bạc thống nhất và đề xuất với ủy ban nhân dân huyện để chuyển một phần diện tích của cái chợ cho trường mầm non hoạt động. Trong khi đó trường mầm non chưa được đầu tư xây dựng. Việc chuyển đổi công năng sử dụng của chợ trung tâm xã Bạch Đích là việc làm có ý nghĩa thiết thực nhằm tránh lãng phí phát huy hiệu quả các công trình đã được nhà nước đầu tư. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh truyền hình Hà Giang. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.